Muốn giữ được Đức Lang Quân và tiền tài thì sắm ngay đá hồ ly phong thủy. Hồ ly có sức mê hoặc lòng người, khiến ai một lần chạm vào thì sẽ không thể dứt ra. Sức hút và sự kỳ bí của đá hồ ly sẽ đem lại những điều tuyệt vời cho chị em khi vừa giữ chồng tốt, tăng vận đào hoa. Từ đó, phái nữ có thể cải thiện tâm trạng và kéo vận may tài lộc ùa về đấy. Hãy cùng Lịch Nghề Tốt khám phá nhé! 1. Truyền thuyết hồ ly tinh. Hồ ly là tên gọi của loài cáo thành tinh. Theo truyền thuyết, loài cáo có thể tu luyện để đắc đạo thành người. Tu trăm năm thì được gọi là yêu hồ, ba đuôi. Tu nghìn năm thì thành lục vĩ ma hồ, sáu đuôi. Và cao nhất là cửu vĩ thiên hồ, chín đuôi. Sau khi đắc đạo, hồ ly cái có thể hóa thành hình người vô cùng xinh đẹp, thông minh, giàu hoạt và có sức quyến rũ kỳ lạ. Mọi người thường đồn nhau rằng khi hồ ly tỏa ra yêu mị thì mọi đàn ông khó có thể cưỡng lại được. Ở Trung Quốc, tương truyền rằng Đắc Kỷ, mỹ nữ thời Trụ Vương, là một hồ ly có sức mê hoặc lòng người. Ở Nhật Bản, coi hồ ly là một loài vật thần bí, ma thuật, có thể biến thành hình dạng khác nhau hoặc biến lá cây thành tiền để lừa gạt mọi người. Còn ở Việt Nam, cáo chín đuôi cũng là con vật hay gây hại cho dân lành. Đức Lạc Long Quân thuở xưa đã giết chết một con cửu vĩ thiên hồ để trừ hại cho dân, rồi vứt xác tạo thành vũng sâu, gọi là đầm xác cáo, tức Hồ Tây ngày nay. 2. Ý nghĩa phong thủy của đá hồ ly, gia tăng nhân duyên khắc giới. Người ta tin rằng phụ nữ đeo đá hồ ly phong thủy sẽ có tác dụng tăng vận may về tình cảm, nhân duyên khắc giới, cải thiện tình cảm lứa đôi, ngăn chặn tình trạng chồng ngoại tình hay xuất hiện kẻ thứ ba phá hoại tình cảm, thúc đẩy các mối quan hệ hài hòa. Dù là quan hệ trong tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình hay trong công việc, đeo đá hồ ly đều có tác dụng hỗ trợ và cải thiện các mối quan hệ hữu hảo, thúc vượng nhân duyên, tăng vận may tài lộc. Ngoài mặt tình duyên, hồ ly rất thích số 8. Số này có âm hán, đọc gần giống từ Phát, nên đeo đá hồ ly cũng có thể gia tăng vận may về tài lộc. Không chỉ là đồ trang sức mang lại giá trị thẩm mỹ hay phong thủy, đá hồ ly còn giúp cải thiện tâm trạng, có lợi cho sức khỏe. Đá hồ ly có thể được tạo ra từ hầu hết các loại đá phong thủy thông thường như thạch anh, đá thủy tinh núi lửa. Nhưng đá màu hồng hoặc đen phỏng theo màu lông của cửu vĩ hồ ly là tốt nhất, vì con hồ ly này gian xảo và có sức mạnh lớn nhất. Báu vật phong thủy đá hồ ly như một sợi dây tinh thần vô hình giúp cho cuộc sống vợ chồng, kinh tế gia đình được cải thiện. Điều này đúng hay sai, khoa học vẫn chưa thể chứng minh cụ thể, tùy thuộc vào đức tin của bạn để lựa chọn và quyết định những điều đúng đắn. Còn bây giờ, Lịch Nghề Tốt xin được gửi lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau. 10 nơi đừng tới vào ban đêm để tránh âm khí. Xin chào các bạn yêu mến chương trình của Lịch Ngày Tốt. Ngày hôm nay, Lịch Ngày Tốt sẽ đem đến một chủ đề rất huyền bí, đó chính là âm khí và tâm linh. Có thể bạn không bao giờ tin rằng có linh hồn tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng thực tế lại không như vậy. Cuộc sống của chúng ta chứa đựng rất nhiều điều huyền bí mà câu trả lời vẫn đang bỏ ngỏ.